Ngồi vào ghế nha. Rồi, mời hai bạn chúng ta có thể mở mặt nạ mình ra. Rồi, đẹp rồi nha. Trai chưa? Có gì chỉnh sửa không? Rồi, quá đẹp rồi. Chào hai bạn. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu giới thiệu cho đối phương nghe về những thông tin cá nhân của mình. Nói lớn và nói rõ lên nha. Mời bạn trai. Mình tên là Thái Phong, hiện đang sinh sống và làm việc ở Biên Hòa. Nhà thì ở quận Bình Tân. Công việc của mình là làm bên nhân viên bảo trì phụ tùng ô tô của hãng Honda ở Biên Hòa. Mà mỗi ngày em phải chạy từ Sài Gòn về Biên Hòa làm việc? Không, em ở Trển thì ở trọ ở Trển. Đi làm thì chủ nhật về mới về Sài Gòn. À, năm nay bao nhiêu tuổi? 33 tuổi chị. 33 tuổi. Cha, nhìn mặt trẻ măng à, chị tưởng em cỡ 29 tuổi thôi đó, thiệt. Rồi mời em gái giới thiệu. Chào em, chào chị Cát Tường, em chào anh. Em tên Lê Thị Kim Chi, năm nay em 31 tuổi. 31 tuổi, trời ơi, cũng sao bữa nay toàn những người trẻ không vậy? Em là cũng tầm 28 tuổi thôi. Quê em ở An Giang á chị. An Giang, nay chị đang làm gì? Dạ, em bán vé máy bay ở quận 6 á chị. Mình ở quận 6 luôn hay là sao? Dạ, em thuê nhà em ở đó, em ở phòng vé ở đó luôn. À, ở trong chỗ mình làm luôn, mình dạ. Làm ở ngay đó luôn. Dạ, đúng. Em ở với ai? Dạ, em ở với em gái. À, có nghĩa là cái bán vé này là vậy là mình làm riêng cho mình phải không? Làm dạ, đúng nhân, rồi đúng chị không? Dạ. Buôn bán được không em? Để chị hay đi diễn lắm, có gì cho số, có gì mua vé gì chị ủng hộ cho. Dạ, cũng được chị. Rồi, vậy là cũng tốt rồi, tự lực cánh sinh là tốt rồi ha. Dạ. Công việc hai bạn ổn định, Bình Tân với quận 6 cũng gần nhau mà phải không? Dạ, đúng rồi, sát bên. Rồi, sát bên, quá thuận lợi luôn. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Dạ, điểm mạnh của em là em biết nấu ăn nè, siêng năng chăm chỉ, hòa đồng hoạt bát rồi vậy đó chị. Trời ơi, một tràng luôn ha. Nấu trời, cái gì vậy? Từ từ đừng làm tôi run nha. Rồi điểm yếu của em là gì? Điểm yếu của em là nhiều khi em hay nóng tính, vội vàng đồ á chị, hay quên á. Mà ăn mà quên trong công việc là hơi mệt à. Người ta đặt vé mà quên bút, quên lên máy rồi cái... Dạ, cái đó không có chị. Không có. Nhưng mà tôi đang hoang mang. Tại vì bên bạn trai bên này vừa mới mở ra một tờ giấy, một trang giấy chữ chi chít ở trọng, không biết là cái gì. Em ghi trước những cái câu hỏi liên quan tới chương trình, ghi trước để sợ nhiều khi hỏi không biết đường nói đó chị. Trời đất ơi, sao hỏi biết đường nói? Hỏi gì hỏi cái trả lời cái nấy chứ sao hỏi mà không biết đường nói. Ghi này ghi có chân thật không hay là ghi theo có sự sắp đặt? Không, ghi đúng theo cái em nghĩ luôn á chị. À, có nghĩa là mình nghĩ trước. Dạ, sợ lúc đó rồi. Mình nghĩ không kịp mình trả lời không. Tại đúng đúng không được. Rồi bây giờ sao đâu chị đọc thử cái coi chị đặt nha. Dạ, dạ. Chị đọc chứ giờ em ghi mà em đọc nữa thì đâu có được. Địa điểm. Địa điểm này là điểm gì vậy? À, tại bên chương trình hẹn gặp ở đó hẹn. Trời đất ơi, liên hệ anh Quân nào đây? Anh Quân là ai? Quân là cái anh bên chương trình kêu em. Trời. Là cứ điện thoại gặp anh đó, anh đó. Trời đất dẫn. Ơi, chào hỏi giới thiệu bản thân mới làm rồi phải không? Dạ đúng rồi chị. À, làm theo logic chương trình này mà rủ chị Tường mà hỏi trật cái này cái là ú ớ liền. Khuyết điểm: hiền, ít nói, dễ xúc động, có hút thuốc, không biết nấu ăn, hơi bề bộn, hơi tự ti. Chà, ghi vậy sợ đúng rồi, cái này nhiều khuyết điểm quá. Người ta thật tình người ta ghi ra, để lỡ lên đây chị Tường hỏi người ta quên. Bây giờ thí dụ không nhìn đây nè, chị hỏi nhớ không? Khuyết điểm của em là gì? Hồi nãy em cũng nghe chị nói là hiền, ít nói, rồi hơi tự ti, dễ xúc động chị. Có đúng rồi, có hút thuốc nữa chị. Không biết nấu ăn. Đó, chị cũng nhớ Tường mà, có gì đâu phải ghi ra được. Ưu điểm: thích chơi thể thao, không nhậu nhẹt, có lòng tốt giúp đỡ mọi người xung quanh, chịu khó đi làm. Ghi rất rõ luôn nha em. Rồi lỡ là quớt luôn qua tới tình trường. Tình trường. Trình tự giống như là viết văn vậy đó, có từng dạch từng đầu dòng đàng hoàng. Chưa trải qua mối tình chính thức nào, cũng như chưa có tỏ tình với ai. Có tia một vài người nhưng không thành. Ủa em, tia là sao em? Tia là sao? Tia là tức là mình cũng có để ý cái người bạn, người đối tượng đó chị. Rồi mình cũng theo ghẹo chọc nhưng mà không được. À, vậy gọi là tia đó hả? Dạ. Mà trong này em ghi là em là chưa từng trải qua một mối tình chính thức nào. À, đúng rồi chị. 33 tuổi, mặt mày sáng sủa đẹp trai, công việc cũng ổn định. Tại vì cái cấp trước mà trước năm 30 chị tầm tới em đi học tới năm 26, 27 tuổi rồi mới bắt đầu đi làm, đó học liên thông lên đại học nên không có chưa nghĩ tới việc chuyện mà gọi là cưới vợ sinh con nên không có theo tán kiểu có tia cũng có đi chơi vậy thôi. Bắt đầu khoảng 1-2 năm nay tầm 30 tuổi khoảng là mới nghĩ tới chuyện vợ con nên mới đăng ký tham gia chương trình. Thì 3 năm nay cũng chưa tia được ai mà dính cho em. Đúng rồi chị. Lý do tại sao? Em nghĩ một phần là hay tại em tia nhiều quá, do em tự ti một phần. Em tự ti cái gì? Chẳng hạn như ví dụ em thích người đàn bạn nữ đó đi, em theo rồi chọc này nọ kia
xem như bạn bè trước. Thì vô tình thường thì em thấy là khi mà em thích TTI cái là thời gian cái là coi phải có người con trai khác theo. Người con trai khác theo mà anh nhìn thấy người con trai khác theo mà gọi là so về điều kiện này nọ công việc á, người ta hơn hẳn mình đi, thì mình nghĩ thôi mình thôi để cho cái người con trai đó tấn công của cô gái đó sẽ hạnh phúc hơn, tại vì so về điều kiện thì người đó hơn mình nhiều lắm. Thật ra điều đó em nghĩ cũng đúng, nhưng mà em không có tự tin về bản thân là cũng không được. Thứ nhất là em cũng học hành đàng hoàng, công việc của em cũng ổn định. Thí dụ bây giờ em chưa giàu có vì em cũng còn trẻ, nhưng ít nhất là em tự nuôi sống được bản thân, nuôi sống được gia đình. Trước tiên em phải tự tin với bản thân thì cơ hội nó mới đến. Dạ. Mà tình yêu là không có nhường nhịn, có càng có đối thủ mình phải càng cạnh tranh. Chưa chắc gì là cái người giàu có hơn em mà người bạn gái đó đã thích đâu. Nhiều khi người ta thích ở em một cái gì đó, một cái sự chân thành, một cái nét quyến rũ gì đó thì sao. Từ ngày hôm nay gặp chị Tường rồi là tự tin lên. Dạ. Đồng ý không? Đồng ý chị. Rồi thì bây giờ để chị hỏi bạn gái một xíu, cái tình trường của em thì như thế nào? Dạ em cũng trải qua hai mối tình chị. Đó, người ta phụ nữ mà ta cũng có hai mối tình. Em không có mối tình nào làm sao có kinh nghiệm trong yêu đương. Dạ, mối tình thứ nhất thì cách đây 5 năm sau đó chia tay thì mình quen được bao lâu mà chia tay? Khoảng chừng nếu quen qua thì chắc cũng lâu quá chị, nhưng mà tiếp gặp mặt nhau chừng 2-3 tháng vậy. Rồi sao chia tay? Dạ tại cái người đó có vợ có con rồi mà dối gạt á chị, nên sau này em biết được nên là đã chia tay. Em quen một thời gian lâu rồi em mới biết được là người ta gạt mình. Dạ. Rồi khi mà em biết được thì em có nói gì với anh đó không, hay là em chỉ lặng lặng em rút lui thôi ha? Thì em hỏi thì anh nói là không có, anh nói thì em cũng tạm chấp nhận vậy đi. Nhưng mà đến khi về rồi á thì anh đó anh đi công tác ngoài Hà Nội, rồi sau này anh đi qua Buôn Ma Thuột nữa. Trong Buôn Ma Thuột á thì anh cũng có bạn gái rồi đó nữa, thì tình cờ em mới cái nghe điện thoại của bạn gái đó với anh đó, nên là từ đó về sau thì chia tay luôn. Nhưng mà xác nhận là ông nó có vợ con rồi. Dạ. Thôi bỏ đi em, thế em vẫn còn xúc động khi nhắc lại. Thật sự đó cũng là một cái tổn thương của mình đúng không? Nhưng mà thôi mọi chuyện nó qua rồi. Mối tình sau mình cẩn thận hơn, mình kỹ lưỡng hơn ha. Rồi cái mối tình sau sao? Mối tình sau thì cũng quen được 2 tháng á chị. Rồi sao 2 tháng rồi sao chia tay? Dạ thì trao đổi với nhau thì không có thông cảm được á chị, nên là chia tay với không nhau. Không thông cảm được ở cái điểm nào? Thì em cũng có những cái khuyết điểm á, thì anh đó anh cũng không chấp nhận được. À, vậy thì do là chưa có yêu, mình chưa có chạm cái cảm xúc của nhau. Ta nói nhân vô thập toàn, không có ai mà hoàn toàn hoàn thiện hết, ai cũng có khuyết điểm. Đúng không? Nếu mà mình thật sự mình có tình cảm với nhau thì mình phải chấp nhận cả cái khuyết điểm của đối phương. Đúng không? Đào được đâu, chị coi mấy cái hình của em coi. Bây giờ bản thân em thì em muốn tìm một người bạn gái như thế nào? Thì lúc mà tham gia chương trình thì em cũng mập, cũng ốm, cao 1m85, ngoại hình ưa nhìn là được chị. Ừ, một tấm thôi. À đây, ảnh trong đây nè, em đoán ảnh đi. Còn em gái, em mong muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Dạ, cũng cao em là cũng khoảng chừng 1m65 trở lên. Rồi tóc tai thì gọn gàng. Tóc tai gọn gàng, 1m65 trở lên, hợp chuẩn luôn. Còn gì nữa không? Mắt, mũi, miệng. Mắt thì đừng có lé, đừng có hô là được chứ. Không lé, không hô. Tôi nói bên đây sáng sủa lắm, sáng tài lắm. Rồi ráng lựa đi, lựa ảnh nó chổng đi. Cái này mình có phải gợi ý hay gì vậy thôi? Bây giờ 8 người lần sau mà đấu được. 8 người phụ nữ anh tìm hơi khó à. Em cao khoảng chừng 1m65. 1m65. Nặng khoảng chừng 50kg. 50kg. Ráng đi cưng. Mình bật chế độ kính lúp lên. Sao em đoán ai chỉ chị coi. Sắc áo đỏ quá chị. Linh cảm, áo đỏ phải không? Dạ đúng rồi chị. Đâu được tôi coi áo đỏ. 55-50. Rồi cầm nó đi, để từ từ tôi mở cửa ra coi đúng không. Bên đây. Anh nào? Gợi ý là nhìn anh ấy cười, hoặc là nhỏ nhỏ con xí. Này ba ông, hai ông ăn, có một ông cười hả? À, ông gợi ý cười còn cái gì nữa. Được rồi, bây giờ nè, nhìn kỹ nha, cô áo đỏ có đúng không nha. Mở cửa trái tim. À, chào bạn. Chào em đi chứ bạn, gì cũng vậy mà ế đó. Em đoán đúng mà. Đúng không? Em là cô áo đỏ đúng không? Dạ. Hay quá vậy ta. Ủa sao? À có đeo mắt kiến hả? Có đeo mắt kiến. Dạ có. Kiến là kiến cận hay là kiến mát? Dạ cận. Ôi vậy hả? Tại nãy giờ chị đâu có thấy đeo đâu. Rồi giờ không đeo mắt kiến có nhìn thấy mặt ảnh không? Dạ thấy chuyện nó cũng gần, thấy hơi cá chá một chút thôi. Có cần đeo mắt kiến vô không? Cho nhìn rõ hơn dạ, không? Được rồi. Sao nhìn hoài vậy? Sao nhìn mặt đi rồi nhìn hình hoài vậy? Nhìn hình đi so sánh coi giống sao chị. Giống không? Giống chị. Rồi cái này sao? À. Đó
thấy chưa, vậy đó. Qua qua tặng qua trái tim nè. Lần đầu gặp em, anh có món quà tặng em. Dạ, cảm ơn anh. Em cũng có món quà gửi tặng anh nha. Trời ơi, cảm ơn em. Dễ thương quá ha. Đầu để tôi coi coi. Sau chương trình, xin số điện thoại, xin Zalo, xin Facebook. Đi xem phim mà còn vé chương trình. Chụp một tấm hình chung kỷ niệm. Ủa, đi xem phim mà phải vé chương trình mới được hả? Tại vì em có chương trình, có hai cái vé chương trình. Trời đất ơi, cái này tặng bạn gái được không? Dạ được. Tặng bạn gái nha, đó. Trời đất ơi, đây vé chương trình thì nằm đây nè. Nhưng mà bấm nút thì mới tặng, còn không bấm đâu có tặng. Dạ dạ. Hãy nói cho chị biết cảm nhận đầu tiên của em khi mà mở cửa trái tim này ra thì em cảm thấy như thế nào? Cảm nhận đầu tiên của em thì khi nhìn bạn gái thì thấy cũng hiền, ngoại hình thì cũng ưa nhìn, công việc thì cũng ổn định. Trong lòng em có cảm xúc gì không? Cảm xúc thì cũng có chút đỉnh chị. Có chút đỉnh. Tại lại mới gặp mà chị. Ừ. Còn em có nhận xét gì về người đối diện khi mà cánh cửa trái tim này mới mở ra? Dạ, em thấy ảnh thì mỗi người cũng giống như em muốn vậy đó. Mà có điều là em thì thích những người chững chạc hơn á chị. Ảnh chững chạc hình mà. Như anh thấy hơi trẻ trung. Tại vì cái mặt ảnh trẻ, thôi khen em đó. Mặt dạ. Trẻ thôi chứ người ta 33 tuổi rồi. Mà công việc người ta cũng ổn định rồi. Tôi thấy cặp này hợp đó. Rồi bây giờ các tôi sẽ mời hai bạn thưởng thức những món ăn ngon của nhà hàng vào buổi trưa. Rồi chúng ta sẽ cùng tâm sự với nhau nhiều hơn. Xin mời hai bạn thưởng thức món ăn rất là ngon của nhà hàng Dảo Hảo Food trưa nay nha. Há cảo nè, hoành thánh tôm chiên giòn, sườn non hấp tàu xì, bánh nướng xá xíu phô mai đúc lò, bánh bao kim sa, minion. Trời ơi, ngon quá. Bây giờ thì hai bạn sẽ cùng ăn trưa với nhau. Có ít phút trò chuyện gì tường ra ngoài cho hai bạn tự nhiên. Vừa ăn vừa tâm sự nha. Làm sao cho người ta thấy là mình chững chạc chứ người ta thấy mình trẻ quá rồi kìa. Đó cũng là lời khen mà cũng là lời chê đó. Trẻ là biết tại sao trẻ không? Tại chưa có kinh nghiệm tình yêu đó. Bây giờ em phải chứng minh cho bạn gái biết là em vẫn biết yêu. Tự tin lên nha. Bữa nay không có nhường nhịn gì hết trơn nha. Mấy ông quay phim nãy giờ đang địa bạn gái em đó. Không có được nhường nhịn gì hết nha. Em tia thẳng vô cho chị. Được không? Dạ. Yeah. Rồi, chúc hai bạn ăn trưa ngon miệng. À mời em ạ. Dạ. Ủa, em làm việc mà bán vé máy bay vậy là đó là mình mở bán hay là? Dạ, em làm riêng cho mình á anh. Làm tự mình làm luôn. Dạ, hồi trước em đi làm cho người ta rồi sau này em nghỉ em ra em tự mở riêng á. Thì em gia đình thì có anh chị em đâu không hay là sao? Anh chị em của em thì chắc đông á, nhưng mà có ba chị em gái à. Đông ba chị em gái. Thì em có gì hỏi anh không? Anh nghe nãy anh nói anh không biết nấu ăn nhưng mà em thì biết rồi đó, nhưng mà sau này chẳng hạn như em như nấu ăn á thì anh có phụ em được gì không hay là? Phụ thì anh vẫn phụ được. Khi mà về chung một nhà hay gì đó thì có nhờ thì mình sẽ phụ. Nhờ bố phụ hả? Khi mà ví dụ như em mà cần cái gì đó anh lắm thì em cứ nói thì anh sẽ em chứ bình thường anh cũng không có tinh tế mà để cho là thấy cái là mình, người phụ nữ của mình đó cần cái gì cái mình ấy cũng hơi thiếu chút cái đó nên tới giờ cũng chưa có bạn gái là vậy đó. Anh là người ở đây luôn hay là anh gốc người ngoài Bắc? Không, anh là người Sài Gòn ở đây từ nhỏ đến lớn. Anh thấy anh cái nét giống người Bắc không biết là có gốc Bắc không. Chứ thường là mấy người công ty thì nói anh gốc ở miền Tây nhiều, chứ nói gốc Bắc thì ít lắm. Nghe giọng anh thường nói người miền Tây. Còn nhiều người á, nó nghe em á thì nói có người thì nói em ở miền Trung à. Có người em nói ở miền Bắc. Mẹ anh có khó không? Mẹ anh hả? Chắc không khó đâu. Tại vì nếu mà có lập gia đình thì chắc anh cũng ở riêng thôi. Chung tại vì công việc ở hiện tại là giờ vẫn làm biên tòa. Mẹ thì phải ở nhà thôi, cũng không có làm gì hết. Nên cũng không có khó khăn gì với con dâu đâu, em không phải lo. Nếu mà ở riêng thì ở đây hay là ở biên hòa với anh? Chắc ở biên hòa, ở quê biên hòa cũng tùy nữa. Thí dụ nếu mà công việc của em ở đây, công việc của anh ở chảnh thì có thể là thuê một cái gì đó ở khúc giữa chẳng hạn để tiện cho công việc hai đứa, hoặc là mà sau này có thành đôi hay gì đó em ở đây làm thì anh vẫn ở trọ ở chảnh anh làm, xong thì cuối tuần thì anh về, cũng vậy cũng được. Tại vì công việc của em là nó ở đây nó phù hợp hơn. À dạ.
Tôi thấy cặp này là vui nhất luôn á. Trò chuyện rôm rã, ăn uống ngon lành, tính tới chuyện hôn nhân, tính tới chuyện mướn nhà ở luôn. Chững chạc nha em, nãy em nói không có chững chạc là em phải rút lợi rồi đó. Tính luôn à, mướn nhà ở chính giữa đoạn đường luôn hả? Hôm đó cũng là một ý kiến hay chứ bộ. Thì em vẫn ở thành phố Hồ Chí Minh, nhưng mà thí dụ như ở thành phố Hồ Chí Minh mà thay vì giờ em cũng đang ở trọ bán vé. Bán vé vé là mình bán qua online đúng không? Dạ, nhưng mà phòng vé ở đó đúng không chị? Nếu mà thuê trọ thuê ở khúc giữa nữa là tính ra nó lộn xộn hơn em rồi đó. Có nghĩa là giữa là cục giữa, nhưng mà nó cũng là ở thành phố Hồ Chí Minh, em hiểu ý chị nói không? Tại để nó gần hơn. Còn không thì thôi chấp nhận thời thì là chồng đi cuối tuần chồng về. Còn giữa tuần ví dụ ốm đau bệnh hoạn nhớ quá thì chồng cũng về Sài Gòn biên hòa thì chạy có một tiếng chứ nhiêu. Đúng rồi, tầm tiếng vậy. Thì con không được cứ cuối tuần gặp nhau, còn khi mà tới lúc sanh con đẻ cái thì tự động phải điều chỉnh thôi. Lúc đó nó còn xa lắm. Giờ trước mắt mà mới yêu nhau mà tính tới cái chuyện mà ở rồi chị thấy là hợp lý rồi. Còn điều gì nữa không? Thí dụ như được thì khoảng bao lâu thì tiến tới hôn nhân được? Em thì cũng có tuổi rồi chị, thì chắc cũng tầm 1-2 năm thôi. 1-2 năm thôi. Em thì em mong muốn là bao lâu thì tiến tới hôn nhân là hợp lý? Em thì cứ lúc nào cũng được hết á chị. Cứ lúc nào cũng được hết á chị. À, phụ nữ là người ta vậy đó. Chị mà quen ai mà 6 tháng mà không cầu hôn là chị chia tay. Dạ. Yeah. Có thể 1-2 năm cưới, nhưng mà mình quen khoảng tầm 6 tháng thôi là mình phải cho người ta biết cái hướng của mình. Ý của mình là mình thật sự mình muốn cưới, rồi mình sắp xếp. Chứ nếu mà quen mà cứ cà lơ ngày nào không gặp rồi nói chuyện ăn đi chơi không, không có tính chuyện tương lai là phụ nữ người ta mau chán lắm. Dạ. Hiểu không? Rồi, bây giờ mời hai bạn ha, bóc một lá bài của chương trình chơi. Cái nội dung trong này là gì, mình thực hiện cho nó vui. Dạ. Rồi, đọc lớn lên em trai. Nếu được yêu cầu test độ manly của bạn trai, em sẽ test bằng cách nào? Em trả lời đi. Bạn này chưa có mối tình nào nè, bây giờ muốn test cái độ manly của bạn này, em muốn test gì nói đi, chị kiểm tra liền cho em. Chắc nắm tay được rồi chị. Nắm tay. Nắm tay được chị. Thì qua đi. Rồi, vòng qua đây, đứng qua đây. Gà lăn lên nào. Nhịp thiệp lên nào. Rồi anh cho phép anh được nắm tay em nha. Rồi. Thì được chưa chị? À, được chưa là em cảm thấy được chưa, cổ cảm thấy được chưa chứ cổ test em chứ đâu có test chị. À, em thấy anh có độ độ nam tính chưa ạ? Nam tính chưa ạ? Cũng được anh. Có hơi ấm gì truyền qua, có luồng điện thấy nào nó tay của em ấy hơi lạnh, phải hơi lạnh, lạnh thật. Rồi về chỗ đi. Cảm nhận của em như thế nào sau khi nắm tay ảnh? Anh thấy tay em hơi lạnh. Thế anh em thấy tay ảnh như thế nào? Đưa vô thì nó ấm mà chị. Ấm. Rồi mời em gái. Đọc lớn lên cưng. Bạn nam hãy kể ra ba bí mật chưa từng chia sẻ với ai. Bí mật của em là gì em cũng không biết. Nhiều khi em không có bí mật nhiều lắm chị. Cái điều gì em cần chia sẻ với bạn gái? Tật xấu, thói quen. Mê game. Trong chương trình thì em nói chưa có muốn thêm mê game. Em hay chơi game nhiều. Có lúc thì chơi game suốt đêm. Bây giờ vẫn còn? Tại thì ít, không có hiện tại thì không có chơi game. Hiện tại chỉ chơi Liên Quân. Thì Liên Quân với game nó khác nhau hả em? À, mà chơi ít hơn lúc trước chị. Còn gì nữa? Hay xúc động trước những hoàn cảnh khó khăn mà khi xem phim vậy. Đây. Ví dụ như em xem phim mà thấy đau thương sĩ em hay khóc. Có khóc luôn? Không. Tức là anh có khóc trước mặt mọi người không? Có. Tại vì có gì đâu phải là bí mật đâu. Thì khóc nhưng mà người ta hỏi mình đâu có nói là mình khóc đâu. Mình chỉ nói là bụi bay vào mắt hay gì đó, đó thôi. Đó, người ta cũng bí mật mà, thấy không? Người ta lãng rồi người ta giấu phải không? Một cái nữa là chắc cái này cũng không biết. Hồi xưa em làm ở Giang Bình Dương. Em với một bé kia là nó hơi cũng làm chung công ty chị. Thì em hay giỡn là má nó tính nghịch cộm á chị. Mỗi lần em nói không nghe, cái em mới hay hù nói không nghe là anh hung em đó. Thì mấy lần đầu thì nói vậy thì em thấy sợ. Sợ thì phải nghe, tức là làm theo em. Tại chung làm chung công việc á. Thì vô tình có một lần đó nói em đó không nghe. Cái thách thách hôn xong mà hôn trúng luôn chị. Hôn trúng luôn? Dạ. Trúng đâu? Má chị. Một lần nó hôn trúng luôn đó hả? Là dạ. Bí mật luôn á hả? Thì cái đó thì em nghĩ thì đâu có ai biết đâu chị. Em đâu có kể với ai đâu. Được không em? Ba bí mật đó em thấy được không? Tôi dạ. Thật thà quá ha. Vậy là có hôn được lần rồi. Rồi giờ còn liên lạc với cô bé đó nữa không? Hiện tại giờ em đó cũng lấy chồng rồi. Mới đi đám cưới khoảng mấy tháng. À, là vẫn có chơi chung, vẫn có đi đám cưới. Dạ. Dễ thương. Rất là thật thà, đồng ý. Bây giờ chị Tường dành cho hai bạn thêm một cơ hội nữa ha. Hai bạn hãy nhìn thẳng vào nhau. 30 giây dành cho hai bạn. Hãy nói cái điều gì mình muốn nói nhất ngay bây giờ. Không nói cũng có thể hát tặng nhau, đọc thơ cho nhau nghe. 30 giây chúng ta sẽ quyết định có bấm nút hẹn hò với nhau hay không. Anh với em á, đến đây cũng là một cái duyên rồi. Anh nghĩ là tụi mình nên cho nhau một cơ hội để mà tìm hiểu nhau về kỹ hơn. Tại vì trên chương trình thì thời gian nó cũng có hạn thôi. Mình cũng không có hiểu gì nhau nhiều.
thì biết đâu cho được thì sau cái bấm nút hôm nay thì mình có thể là đi xa hơn nữa và tiến tới một cái hôn nhân tốt đẹp sau này chẳng hạn. Em có đồng ý với cách nghĩ của anh hay không? Dạ em cũng nghĩ vậy đó, thì em cũng muốn mình cho thử nhau cơ hội để tìm hiểu với nhau hơn chút. Rồi mời hai bạn đặt tay vào nút bấm, đây là bấm nút hẹn hò các bạn nhé. Rồi đặt tay vào nút bấm, sau 3 tiếng đếm của chị Tường hai bạn bấm mạnh, nếu đồng ý, còn không đồng ý chúng ta lấy tay ra. Rồi nhắm mắt lại đi hai bạn. 1 2 3 Hết thời gian. Rất nhanh lẹ. Rồi, mời hai qua đây. Mời hai bạn nắm tay nhau. Và bây giờ khi chúng ta bấm nút hẹn hò, ngày hôm nay chúng ta chính thức trở thành một cặp đôi tìm hiểu nhau. Và bây giờ chương trình dành cho hai bạn một nụ hôn đầu tiên để kỷ niệm cái ngày đặc biệt này. Dạ, anh có ngại không em? Mời chị giới thiệu giùm em họ tên, công việc, tuổi tác, quê quán của mình nha chị. Chị là tên là Hồng Nga. Chị sinh năm 1977. Quê quán địa chỉ chị thì ở tỉnh Quảng Nam. Núi chị đang sống ở Quảng Nam luôn hả chị? Đúng rồi, chị sống ở Quảng Nam, núi thành Quảng Nam. Công việc của chị thì mấy tháng trước chị bán gà Tam Kỳ Sài Gòn. Nhưng là mấy tháng này chị đi về quê, chị đi mai. Hiện nay chị cũng đang mai á, nhưng mà bên đây chị được nghỉ. Rồi. À, chị nói một chút điểm mạnh, điểm yếu, rồi cái con đường hôn nhân của chị trước đây giùm em nha. Trước đây hôn nhân của chị thì nói chung vợ chồng chị sống được 20 mấy năm, có được 4 mặt con. Nhưng mà vợ chồng mà sống bất đồng với nhau là vì kinh tế, vì tài chính đó em. Rồi vợ chồng dẫn đến ly hôn, thì bên đây ly hôn, vừa đưa đơn ra tòa với lại vừa ly hôn, thì bên đây được 5 năm. Nên chị nghĩ nửa quãng đời còn lại của chị, nhiều lúc chị cũng muốn không lấy chồng. Nhưng mà chị nghĩ vì giờ lại rồi cũng không ai chăm mình. Thôi giờ chị cũng còn độ tuổi, chị cũng còn không lớn bao nhiêu. Nếu như mà có người mà bầu bạn với chị thì người đó tuổi tác là lớn hơn chị 10 đến 15 tuổi cũng được. Thì được thì chị tiếp tục, chị sẽ sẵn sàng chị đến. Hồi trước làm sao mà ly hôn vậy chị? Ở với nhau được bao nhiêu lâu? Chị kết hôn năm 95, rồi sau năm 2019 đó chị ly hôn. Lý do sao chị? Vợ chồng chị thì sống bất đồng vì tài chính, vì làm ăn kinh tế đó em. Dạ. Rồi trước đây thì nói chung điều kiện chị có, nhưng mà sau này thì vợ chồng làm ăn với nhau thì kiểu như bị bể kìa, bị lỗ, nói chung là làm ăn tài chính bị bể, bị thất thu á. Vợ chồng dẫn đến ly hôn, chị có 4 đứa con trai, đứa lớn chị 29 tuổi rồi, còn có đứa này, đứa nhỏ là đi học lớp 8. Trời ơi, đứa lớn dữ mà đứa cũng nhỏ dữ vậy. Tại vì chị 4 đứa con trai là mà. Chị ở với chồng được bao nhiêu năm? Chị ở với chồng mà từ đó biết tới năm 2019 chị đi ly hôn. Là được bao nhiêu năm chị? Được 25 năm. Mà vợ chồng chị thì ly thân trong gia đình cũng lâu rồi, chị cứ dẫn nó ly hôn. Chồng chị thì lớn hơn chị 2 tuổi. Rồi. Chồng chị lớn hơn chị bao nhiêu? 2 tuổi thôi. À. Chị 77 thì chồng chị 75. Nhưng chị rồi. Cũng rụt rè lắm, chị cũng rụt rè lắm, nhưng mà nhiều lúc chị cũng buồn á, vì thấy chương trình cũng vui á. Nên chị thấy nhiều lúc chị rảnh chị xem chương trình, chị thấy cũng Mà bây giờ ghi hình là chị vào trong Sài Gòn, chị ghi hình đó, chị có đi được không? Vào Sài Gòn hả? Thời gian lâu, khi mua mình đi Sài Gòn em? Bên em sẽ có lịch quay và báo với chị trước ngày, chị sắp xếp chị vào. Dạ, chị có đi được không? Hay là xa xôi quá, chị không muốn vào?
thì mình chỉ có ghi hình trực tiếp thôi. À, xa quá em ha. Dạ. Nói chung chị suy nghĩ đi, và cái chương trình mình là mai mối, là không có tốn phí gì hết, và mai mối là đàng hoàng nghiêm túc, có nghĩa là thật sự đó, chứ không phải chuyện chơi nha chị. Không mà Đúng chị thấy vui chị đăng ký cho chơi rồi thôi là thôi chết. mình À, chết không người ta có. Ừ, đúng đúng rồi, chết người rồi ta đúng hết. rồi chết Người người ta nghiêm ta túc mà mình như vậy là mình sẽ không có được hạnh phúc, tại vì mình đùa giỡn với cái tình cảm đúng mà không được, rồi chơi cái gì chơi, cái này không chơi được. đúng Nên là chị rồi cân nhắc giùm em. chị À, đứng núi này mà trong bữa núi nay nọ nếu thì mà làm chị sao được. đó, cho nên chị suy nghĩ cái vấn đề mà chị tham gia giùm em ha. Còn ghi hình thì chỉ có ở trong Sài Gòn thôi, chứ không có ở ngoài chỗ khác, không có Đúng online rồi. ngồi như vậy đâu. Cho nên chị tham gia được đó, thì chị sắp xếp để chị vào nha chị Ở nha. quận 7 hả em? Đúng rồi, ở quận 7 chị. À, Rồi, mấy lúc chị ở Sài Gòn biết đó chứ, mà chị về đây được mấy tháng đi đây. có gì đâu, đã từng ở ngoài Sài Gòn thì biết đường đi nước bước hết trơn rồi, có gì đâu mà chị lo. Mà chị vào tìm cái tình cảm, cái hạnh phúc của mình nữa, mà cái đó thì các bạn cũng phải cân nhắc thôi nha. Rồi, phần cát của mình xong rồi đó chị. Chị suy nghĩ thêm ha, nếu mà chương trình Rồi. chọn chị thì Rồi. sẽ báo cho chị cái lịch quay, rồi À rồi chị chị mong coi chị em sắp xếp nghe. đi được không. Dạ rồi, À rồi, ok em nghe. Rồi chị cảm ơn. Rồi chị cảm ơn em. Ba em nghe. À, rồi ba em. tuổi tác quê quán nha chị. Chị Trần Thị Hồng sinh năm 60. Quê chị Dạ, ở Bạc Liêu nhưng mà hiện giờ chị đang sống ở Sài Gòn. công việc mình là gì chị? Công việc chị thì hồi đó giờ chị đi nấu nướng cho công ty, chưa công chức. Dạ, Chồng thì mất 13 năm rồi thì cũng đi làm. chồng mất là hồi trước anh bị gì chị ha? Anh bị đột quỵ, anh là cán bộ. Chồng con chị Dạ. là cán bộ không à. Hồi đó chồng mất thì cha con chưa có gia đình, bây giờ cưới vợ cho con năm nay 6 7 năm rồi. Trời ơi, Giờ là mình mấy mấy người con chị? mình tính thế mình Mấy thấy mấy chỉ có người hai con thằng chị? trai à, cưới vợ cho hai thằng Dạ. trai lớn chơi, cưới vợ gia đình hết rồi. Rồi thằng chị không ở với trai nào hả? Úc đó chứ, nhưng mà chị vẫn đi làm, nó không cho đi làm nhưng mà chị thích đi làm. Nhưng mà chị nghĩ thấy có chương trình này hay, với mình nghĩ lại mấy đứa em chồng á, chị sống bên chồng mấy đứa em chồng ấy thôi, số cũng lớn rồi, hia mắt lâu rồi thôi, con trai với dâu biết mình có nhờ không thôi, mình kiếm bạn đời chỗ nào làm chia sẻ để sống nương tựa với nhau Dạ. chứ. Giờ nhờ con thời buổi này tôi thấy con không có nhờ quá à. Thôi mình không phải mình phụ con, nhưng mà thấy em chị có hai chị em mất rồi, cha mẹ mất hết một cô, nhưng mà sống bên chồng 8 đứa em chồng đứa nào cũng xui, rồi nó cũng có dẫn lại làm mai, nhưng mà chị thấy không vừa ý. Mấy năm Sao nay vậy cũng như chăm sóc lo cho con xong rồi, chị? Nên đâu nhưng chị mình không nói nhìn hợp, cái sao tánh chị mà nó chị cũng nhìn hơi kỹ sao tính chứ nữa. có khó không? Nhìn ông như chị nói đi những cái điểm sao học thích để em biết. Đúng như nói chuyện chị mà nói chuyện hơi sổ sàng với chị, thề chị không thích. Đúng rồi, chị tánh chị thì luôn hơi kỹ tính, đàn ông thì cũng phải có cái sự lịch sự, không phải đẹp nhưng mà cũng phải cao ráo đó chị, tự có cái biết tâm lý, biết hiểu người khác là được rồi, đó là gì, là cái quý nhất. Dạ không, cái đó cũng không phải gì, mình chị cũng là gọi là cũng nói chuyện lịch sự thì mình yêu cầu vậy cũng hợp lý Đúng ha. rồi, như là Rồi vậy. Rồi chị tính là ở gì luôn với con, chứ không có nghĩ mà bước đi bước nữa, cái đó nó thiệt. Chỉ có nghĩ là mới nghĩ là chừng nửa năm nay thôi, thấy từ có chương trình thôi, chứ hồi đó giờ không có nghĩ là mình đi làm xong rồi sau này mình không còn sức khỏe, không còn khả năng nữa thì mình sẽ vợ với con cháu, bởi vì mình còn dốt. Ê là 20 tới giờ cũng cơm chồng về đốt nhang xin có chồng, chuyến này xin có chồng. Thấy thương Đó. quá. Có bạn được Là chồng anh em mất chồng được mình có bao nhiêu chồng, năm đợt này rồi? về cũng phải xin xin tái giá 14 năm rồi, Tết này nữa 14 năm cũng lo cho con cho cái. Bây giờ suy nghĩ lại thôi thì mình cũng kiếm một người nào từ dạng tuổi của mình trở lên, chị nhỏ tuổi hơn là chị không thích, chị nói thiệt cũng có nhiều nhưng mà chị không thích, thấy không phù hợp. Chị muốn mà lớn hơn mình 5 7 tuổi 10 tuổi cũng được, rồi sống độc thân có vướng bận gì con cái ở ơn, rồi chỉ cần là có nhà cửa rồi bảo kê cho chị cơm ngày 3 bữa, chị sẽ toàn tâm toàn ý lo chăm sóc gia đình, phục vụ đến cuối đời, chỉ có yêu cầu nhiêu thôi. Rồi, Già ok chị. nhỏ lớn thì cũng phải có nhà, nhưng mà không biết bạn con chỉ là Chị, vậy nhưng thôi. mà bây giờ là chị đang ở Sài Gòn đúng không? Rồi, chị đang ở Tân Phú. Quê chị là ở đâu?
ở Bạc Liêu em, bà đang chở đường bà Nam Hải xuống. Bạc Liêu mà bây giờ sống ở Sài Gòn là, ủa là giờ nhà cửa đâu trên này hết đúng không chị? Không, cái này là nhà chị em con cái thôi, chứ nhà chị ở dưới. Chị về, đi đi về 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 trên này chị cũng Rồi cũng còn cũng đi làm, giờ chị cái đang tuổi vẫn đi làm. vậy, giờ chị cái người đó là ở khu vực nào được, nếu mà ở xa xa chị theo chồng được không? Chị thì theo được nhưng mà từ thành phố trở lại thôi, chứ chị không thích từ Bình Dương ra ngoài, là chị không thích. Nội trong thành phố trở lại được, bởi vì chị độc lập tự do mười mấy năm nay, chị cũng không sống gia đình gì, về đi đi về cưới dâu có 16 ngày lại bắt đầu chị đi làm. Nó nghe cô không cho chứ mấy năm cô nói nhà nó cũng vẫn công tác cơ quan mà cũng không cho qua, nhưng mà chị thích mình còn làm được, mình không muốn để gánh nặng Làm cho cho nó con, chứ từ vui đó đúng thì chị không? lo cho con hết. Dạ. Trời, vui là một phần, là kinh tế cũng một phần đấy em ơi, mình đâu phải nói là Dạ. vui, cuộc sống Dạ. mà mình phải làm để cho mình còn bằng được thì mình tự làm tự xài, không để gánh Dạ. nặng cho con, mình lo cho con được cái nhiêu thì lo, bởi vì chị là có quyền với con, chị không có cần con mà phải hỏi con, bởi vì chị lo cho con không à, Dạ. chứ con chị không có lo cho chị gì. Mình có làm được, có khả năng, tuy rằng không bằng ai nhưng cuộc sống chị rất ổn, rất ổn, đó Dạ. là gì đó. Thành ra Ừ. chị cũng không phải lệ thuộc ai, rồi chị tính Dạ. ở vậy luôn, nhưng mà chị nghĩ mấy đứa em đó, nó kêu bằng số, thấy kêu theo người tiều đó, nó số Dạ. ơi chừng nửa năm nay chừng em thấy có chương trình nó cũng hay đó số, chứ mình kiếm ở ngoài mạng ngoài đời này mình không có biết làm sao, mình không biết nguồn gốc lai lịch thôi thì số đăng ký đi. Cũng tìm bạn đi, cỡ này he mất cũng lâu quá rồi, tụi em rồi cũng chỉ góp ý vậy thôi, chứ tụi em cũng đâu có giúp số được, đâu có nuôi số được, nó cũng nói gì thì mình thấy nghe cũng hợp tình hợp lý thì chị mới đăng ký, chứ cũng ngại cũng mắc cỡ dữ lắm mẹ, ở mười mấy năm rồi giờ tự nhiên cái muốn chồng nhà. Ai cũng nói chị năm nay chị tới là chị 64 mà, nó nghe ai cũng nói chị, nó nghe sức khỏe chị rất là tốt, Dạ. không tim mạch, không lên huyết áp, không tiểu đường, năm nay chỉ biết hơi mỗi lưng hơi mỗi tay thôi à, nhưng mà vẫn uống thuốc, đó là Dạ. gì. Chị cao lớn con lắm nha, chị 1m66 đó, nặng 64 kg à, Dạ. Cũng lớn con mấy năm á. nay mới lên ký thôi chứ hồi đó mới 60 năm mấy à, Dạ. chị Rồi cũng tầm tầm mười ok mấy năm nay chị. Rồi cảm ơn chị chị đi Hồng. mặn lắm em Bữa nay ơi. mình casting cái bữa sơ tuyển thôi, nếu mà được chọn thì bên em liên lạc lại rồi mình trao đổi, mình nói chuyện nhiều Rồi hơn với chị Hồng chị cứ nha. muốn người nào từ bằng tuổi chị trở lên với cũng cao Dạ. ngáo gì, chứ đừng có lùng chị không thích nhỏ con. Dạ rồi ok chị. Dạ tụi em ghi Rồi nhận cảm lại ơn hết. em, Dạ rồi cảm ơn chị Hồng nha. Em chào chị. chị Dạ. cảm ơn em. Chị họ Dạ tên, công việc, tuổi tác, quê quán của mình nha em. em tên là Trần Thị Ngọc Như, 29 tuổi, em hiện tại công tác tại công ty cổ phần Maitido. Em làm công việc gì? Em làm công nhân công ty Mai cổ phần Maitido. Rồi, em là quê ở đâu Như? Quê em ở Cần Thơ luôn. Rồi bây giờ em đang làm ở Cần Thơ hả? Dạ. Rồi em nói một chút điểm mạnh, điểm yếu của em đi. Thì điểm mạnh của em thì tính tình hòa đồng, vui vẻ. Điểm yếu của em thì em rất ghét cái sự giả dối. Nói chung là khi mà nói thật thì vấn đề gì em cũng có thể bỏ qua, nhưng mà khi mà nói dối em thì em không thể nào bỏ qua. Em đã bị lừa chưa? Bị lừa quá trời chị ơi, nên giờ cũng Trời ơi. Bị ai lừa? Ừ, em kể nghe chơi coi, dạ người yêu đồ lừa hả, người yêu lừa hay sao, dạ ai lừa em kể dài dài dạ cuốn nghe dạ đúng coi, rồi chị. lừa làm sao. À, giống như là em là tình trạng là em biến mông rồi, cái là em mới quen một người đó thì tính là Tết cưới gì đó chị, cái bùng ra cái em có bắt đầu được 3 tháng, cái người đó cũng dắt em đi khám thai bình thường, cái qua Tết cái rồi bắt đầu bỏ em luôn, em tự một mình lên em sinh con tới vợ. Là bây giờ là em đã ly hôn, lúc lúc ly hôn là đã có một đời chồng thì có con không? Dạ có chị. Rồi là ly hôn có đứa con thì em đang nuôi hay làm sao? Dạ đúng rồi. Con là đứa Có này là nghĩa mấy? là cái trong cái cuộc hôn nhân của em là có 2 đứa. Rồi em ly hôn thì mỗi bên nuôi một đứa. Rồi sau đó em mới quen một người. Rồi cũng tính tới chuyện mà cưới hỏi kia đó chị, rồi từ khi có bầu là người đó bỏ em luôn. Rồi tới giờ em làm mẹ đơn thân thế vậy.
Là bây giờ em đang nuôi hai đứa con. Dạ. Đứa sau là được bao nhiêu tuổi rồi? Dạ mới được 13 tháng rồi chị. Ừ. Rồi cái người em quen này là em gặp họ nhiều không? Em tìm hiểu nhiều không? Lâu không? Dạ nói chung là cái người này á, là giống như cái người này cũng là quen với em lúc trước, nhưng mà không có đến được với nhau. Rồi sau khi mà em đi Hồng Kông á thì em mới đến được với người đó, mà bây giờ cái người đó lừa gạt em gì đó chị. Trời ơi. Rồi, ok. Cái này mình rút kinh nghiệm, chứ còn mình đã có một đứa con rồi thì thật ra chị chia sẻ thôi, mình nên gọi là nó nghiêm túc đi đến, mình đừng có để có bầu trước, em hiểu không? Có nghĩa là cưới hỏi đàng hoàng đi rồi tính, hiểu không? Chứ còn như thế này thì đàn ông nó dễ ấy lắm ha. Rồi ok em, vậy thì bây giờ nè, em muốn tìm một người như thế nào? Em mô tả cho chị đi, ngoại hình, công việc, tuổi tác, quê quán. Thì nói chung là người nào cũng được, là miễn yêu cầu là che chở cho mẹ con em là được rồi chị, chứ em cũng không có một cái tiêu chuẩn nào hết. Ừ. Rồi bây giờ là em thu nhập của em nuôi được hai đứa con không hay là làm sao? Cái nhỏ bé lớn của em á thì sống ở với ngoại từ nhỏ tới lớn, còn hiện tại á là em ở nhà trọ, em đi làm em nuôi bé 1 tuổi chị. Ừ, bé 1 tuổi là ở với em, là có ai phụ không á, chứ làm sao em chăm, đi làm rồi sao Dạ không, đó? em mướn người chị. À rồi ok em. Rồi ngoại hình rồi có yêu cầu gì về bạn trai đó Nói chung là biết lo làm ăn, biết thông cảm, hiểu hiểu em là được không? rồi, chứ Em cũng cao không có bao yêu nhiêu cầu gì. em Em á? cao Em một cao mét bao nhiêu? 55, 1m55. À rồi, nói chung mình cũng có hoàn cảnh là mình cũng kiểu như không có dám đòi hỏi nhiều đúng không? Chị nghe hiểu, chị Dạ nghĩ đúng vậy thôi chứ không biết có yêu cầu gì rồi. nữa Dạ đúng không. rồi chị. Dạ không. Trời ơi mình cũng ừ sao mà em chắc là quan trọng tình cảm hơn đúng không? Rồi Dạ đúng rồi. ok, bây giờ nếu Dạ. mà em đang ở Cần Thơ mà cái người đó người ta ở cái chỗ khác đi, Cà Mau chẳng hạn đi, rồi em đi theo được không, theo chồng đó hay Vấn kiểu gì đó? nếu mà người đó về Cần Thơ lập nghiệp thì tốt chị, nếu không được thì Ừ. cũng không sao. Có nghĩa là em phải thương lượng để mà cái chỗ nào làm ăn được tốt hơn, chứ không phải ai theo ai, hiểu không? Dù người ta ở Cà Mau mà người ta có cơ sở kinh doanh làm ăn đồ ngon lành thì mình đi theo người ta chứ. Chứ còn theo em là người ta bỏ hết rồi uổng, hiểu không? Ha. Nói chung là Rồi. kinh tế Ừ. cho con. Rồi ok em, rồi thôi được rồi, đi làm đi. Cảm ơn Như nhiều nha. Nếu được chọn ghi hình thì bên chương trình báo em nè, em lên Sài Gòn ghi hình được đúng không? Được. Rồi, rồi được rồi, cảm ơn em nha, chào em. Chị Trương Thị Kim Liên, năm nay chị 45 tuổi, quê chị ở Đồng Nai, chị đi làm công nhân. Rồi, chị là quê ở Đồng Nai luôn á hả? Là ở ở nhà rồi đi làm thôi đúng không? Hay là sẽ có thuê trọ gì không? Chị ở Đồng Nai mà chị thì lên Sài Gòn làm, chị thuê trọ ở đây Sài Gòn. Giờ đang ở đâu? Bây giờ đang ở đâu chị? Giờ đang ở Sài Gòn. Rồi, ok chị. Rồi, bây giờ chị nói điểm mạnh, điểm yếu của mình đi chị Liên ơi. Điểm mạnh của chị thì chị tự lập, còn điểm yếu thì chị hay nói chung là lúc nào mà chị buồn hay là ví dụ chị bệnh hay gì á mà ai chị có hỏi sao bệnh hay là gì đó là tự nhiên chị khóc. Dễ khóc quá Nói chung chị đang ha. vui một mình buồn vậy đó, ai hỏi là nó Tuổi ủa sao vui mình buồn vậy là chị cũng khóc. thân. À, vậy giờ em hỏi chị sau này vui vậy? Khóc Hôm qua đó bữa giờ nghe chương trình không? Vui quá hả chị? Sắp á người. Nhưng mà nghe chương trình gọi là sắp có chồng tới nơi rồi, sợ không? Vui hay buồn? chị cũng không biết nữa. Trời, chị thấy chương trình này chị theo dõi rất là nhiều, chị thấy nó cũng hay, thứ nhất là có ý nghĩa nên chị đăng ký. Trời Đăng ơi, bây giờ đăng ký là lấy chồng đó, chứ không phải là lên chơi nha. Được à, nếu ai hợp thì chị tiến không? tới, chị đều biết đâu được, chưa có gặp mà. Rồi vậy giờ cho em biết là bao nhiêu mối tình rồi, gặp mấy người rồi. Chị thì thôi chồng năm 14 năm rồi, chị cũng có gặp nhưng mà chị gặp toàn là người nhỏ không à. Nhỏ hơn nhiều không?
Nhiều, nhỏ hơn cỡ 6-7 tuổi cũng có, nhưng không tới đâu thôi kia chị bỏ. Trời ơi, chị có yêu cầu gì khó không mà sao gặp nhiều, mười mấy năm mà không gặp được người nào? Chị có gặp, nhưng mà có cái những người trẻ mới gặp đó thì thấy người ta già dặn đó, mình tưởng người ta cũng chín chắn, ai ngờ nhìn lại tuổi nhỏ quá. Ừ. Ủa nhưng mà bây giờ nhỏ tuổi nhưng mà nhiều khi cái tư tưởng người ta được thì chị chịu không? Cũng chị thấy cũng ăn chơi không à, chơi không có tập trung đó là nắng, không có tương lai chị thôi. Ừ. Rồi. Trời ơi, mười mấy năm mà chị làm công nhân ở trong đó là có nhiều đàn ông không? Cũng có chứ. Nhưng mà không xài được hả? Sao người ta cũng lo làm ăn chứ chị? Chị gặp ta người nhỏ không bao giờ người lớn thì chưa gặp nên chị không biết. Rồi không ai mai mối cho chị luôn hả? Có mấy người dưới quê mà chị không chịu. Sao vậy, không chịu về quê hay sao? Chị không phải không chịu về quê mà chị thấy nó làm sao sao mai mối thì chị không có quen. Ờ à, mà chị chịu đi gặp không, ta mai mối rủ cà phê được chị chịu đi không? Cái đó chị đâu biết, chị phải gặp làm sao để chứ chị. Ừ thì gặp đó, cà phê đó. Ví dụ như em có người em làm mai cho chị rồi chị tự chị ra đó chị hẹn hò chị đi không, chị chịu đi không á? Cái đó chị không biết, chị chưa nói chuyện chưa tiếp xúc, chị đâu có biết à, được. Phải gặp rồi và phải nhắn tin gọi điện đầu trước đúng không? Ý chị dạ, là vậy phải không? Ờ phải tiếp xúc chị mới biết được chứ, tự nhiên nói gặp. Ừ. Dám đi tại nơi lừa đảo nhiều lắm, chị không dám đi. Ghê vậy đó hả, chị có bị lừa chưa? Chị thấy trên mạng nó phản ảnh quá trời đó. Rồi ok chị, bây giờ này chị muốn tìm người đàn ông như thế nào, mô tả giùm em ngoại hình, công việc, tuổi tác luôn. Thì chị nhờ chương trình tìm cho chị một người cỡ bốn mấy tới là năm mấy tuổi, đổi lại 45 đi, tại chị cũng 45 rồi. Rồi nói chung là chị cũng dễ lắm, miệng thương yêu chú Thủy là được, chứ chị không cần đâu cần nhiều cầu gì hết á. Ừ. Rồi theo chồng được không? Rồi chị đang có, chị đang nuôi con không? Không, chị sống một mình. Sống một mình luôn. Ủa nhưng mà con chị hồi cái cuộc hôn nhân trước có con không chị? Có, em con lớn rồi. Bao nhiêu tuổi rồi? Ừ. Đứa 25, đứa nhỏ 21. Rồi là ai nuôi? Con nhỏ thì chị đi làm thì nó ở cha nó, bây giờ nó cũng tới lui với chị ở đây. Nó ở với cha nhưng mà nó vẫn tới lui với chị. Ừ. Nói chung bây giờ chị cũng không vướng bệnh gì hết nữa. Dạ, con lớn hết rồi ha. Rồi ok chị nè. Rồi công việc của anh đó có yêu cầu gì không? Thì con làm có tài xế được không? Có công việc ổn định. Ừ. Ủa chị có gốc Bắc gì không chị? Hả? Chị có người gốc Bắc không? Cái gốc của chị á. Quê chị ở Quảng Trị mà nha. Chị vô miền Nam năm 75, hiện tại giờ sống ở Đồng Nai. Ừ. Rồi ok chị Liên nha, đang đi làm đúng không? Rồi. Đang đi làm. Rồi. Ok chị, mình cáp xong rồi đó, nếu được chọn bên em liên lạc lại trao đổi thêm với mình nha. À. Rồi, cảm ơn chị Liên, rồi đi làm nha. Bye chị. Dạ dạ.